Eiffel nè. Đó. Nhắc tới nước Pháp là ai cũng nghĩ tới tháp Eiffel hết. Nhưng mà ít ai biết được một điều là lúc mà được xây dựng thì cái tháp này nè bị người dân tẩy chay. Mà biết cái vụ đó cũng hay đó. Cái đó gọi là cái gì? Super. Yeah. Super intéressant. Rành như nhân thần ba lê. Rầu vậy tiếp danh. Nhưng mà có một điều là ai cũng phải công nhận, đó là đàn ông Pháp cực kỳ đa lăng. Thật đàn ông Pháp mà. Đó là chuyện của nó. Và nếu như mà đàn ông Pháp ở đây thì sẽ không bao giờ để một người phụ nữ như em phải đứng. Mình đâu phải người Pháp. Đó, như vậy phải đẹp trai không? Không. Không có điện thoại. Dạ. 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 Ngồi đi. Phạm Ngọc Thạch. Phạm Ngọc Thạch ông ơi. Không phải Duy Tân là đâu, đâu có biết. Thế ơi, giờ ông kêu nhà thờ Đức Bà đi. Nhà thờ Đức Bà chắc dễ lắm, ai cũng sẽ đưa ông tới được mà. Dạ, đưa con đang đó, Dạ. Ủa, anh đang nói chuyện với ai mà sao mà anh căng thẳng vậy? Ông Kỳ, có phải là ông mà hồi đó em tới nhà anh em gặp không? Ừ. Ông mà tính kỳ kỳ á. Ừ, ông trai. Ủa là sao? Ai? Một người họ hàng, ông muốn lên đây chơi, ông muốn đi thăm thú Sài Gòn. Để em dẫn ông đi chơi cho, em làm nhiều chương trình nè, em biết nhiều chỗ hay ho lắm. Chắc không? Thế? Mệt lắm á. Thôi bây giờ cho anh đi luôn nè, anh có thể... Rồi, anh có thể biểu diễn ảo thực cho ông coi, biết đâu ông sẽ bớt kỳ ha. Đúng rồi. Ok, hai người thích chơi thì chơi thôi, ráng chịu nha. Tới nè, trời ông chơi ai vậy? Ông ơi, chạy từ từ thôi. Ông Kỳ. Đúng rồi. Dạ, ông có thấy con không vậy ông? Thấy nhưng mà chạy hố. Dạ. Cho nên là không dừng lại, phải chạy một vòng luôn, chứ dừng lại là sai lượt. Ông đi xe ôm mà sao giờ ông chở người ta vậy? Tôi hỏi ông đường chi tên. Ông chạy vòng hoài. Thôi, cái tao leo lên tao chạy luôn. Vậy cho nó tiện. Tới đây là cũng trả tiền ổng chứ bộ. Dạ. Chào chú Kỳ. Mong rửa. Ông khỏe không? Ủa? Cái này là người Việt hay là người nước ngoài mà nói chuyện nghe lớn là trời. Dạ, con sinh nước ngoài mà gốc Việt. Vậy là người Việt Nam hả? Dạ, đúng rồi. Nè, mấy mốt có ảo thực thì nói tiếng Việt cho nó rành, chứ nói mà không rõ người ta coi người ta không hiểu. Sao ông biết vậy? Biết chứ, tôi có coi trên YouTube chứ bộ. Không phải dạng vừa đâu. Ảo thực bài à, đúng không? Đúng rồi. Ông ơi, ông hồi xưa cái này còn gọi là Notre Dame. Thì cũng là nhà thờ Đức Bà mà. Đúng rồi. Nhưng mà nó khác. Sao? Bây giờ sao nhiều cô dâu chú rể tới đây chụp hình quá? Tại người ta xịt sọn. Không phải đâu, tại vì ra đây lên hình mới đẹp phải không? Cái Dương Cung Thánh Đường nhà thờ Đức Bà này, tất cả những viên gạch nó được chuyển từ mặt xây Pháp về đây xây dựng. Rảnh vậy, hồi đó Việt Nam không có bán gạch đó. Chỉ cho ông coi cái đường Catina nó nằm ở đâu. Cái đường gì? Catina hả? Cái đường đó là ông nhớ là nó có cái nhà hát của Tây đó. À ông ơi, ở trên đường Đồng Khởi là có quán cà phê tên là Catina, chứ không có đường nào tên là Catina hết á. Cái đường Catina là cái đường buôn bán sầm uất lắm. Nó là trung tâm của thành phố này ngày xưa. Cái đường đó có cái nhà hát Tây nữa. Nhà hát Tây? Còn cũng không biết luôn. Cái đường Catina. Ừ. Cái đường Catina là cái đường hồi xưa ông dắt con đi chơi một lần đó, con nhớ không? Đi chơi mà có gặp sự cố đó. Có bộ ánh sáng le lói, như lúc đó con bị lạc phải không? Chứ còn cái gì nữa. Cái vụ đi lạc con, cái đó thì con nhớ, chứ còn cái đường con không có nhớ. Nó nhớ con đâu có lạc. Bây giờ nhìn cái Dương Cung Thánh Đường này nè, ngay cái cửa chính thì mình sẽ tìm mới được cái đường Catina. Sao? Hướng này. Dạ, hướng này phải không? Thực chị, hướng này đi. Rồi đi từ từ thôi, tại vậy con mới lạc đó, hồi đó con mới lạc đó. Mình bị lạc rồi. Đúng là con đường này rồi, con đường Catina. Nhìn con đường này nó sầm uất, nó sung túc hơn cả ngày xưa luôn á. Nhìn Catina nhớ lại câu hát về hồi xưa, ông cố ông hay hát. Thứ nhất đường Catina, hai bên lầu cát phố nhà phân minh, bậc thềm lót đá sạch tinh, các cửa hàng bán lịch thanh tốt điều. Vậy là hồi đó ba dẫn qua đây
cũng đã từng đọc cái bài thơ đó. Bây giờ mình quên mất. Vậy thì không ngờ là đường Đồng Khởi ngày xưa còn có tên là Katina. Sao mình không biết điều này ta? Ủa, anh tưởng em là dân tour guide Sài Gòn mà. Tự nhiên em cảm thấy là mình không có hiểu biết nhiều lắm về chính cái nơi mà mình đang sống luôn á. Chụp hình từ xưa. Không biết khi nào ông mới trở lại nơi này. Cho nên bốn ông cháu mình chụp hình nha. 1, 2, 3. Đây là một cái tòa nhà lớn nhất ở trên cái con đường này. Nó là trung tâm mua sắm lớn nhất ở đây. Ồ, nhắc tới cái con đường Katina, tôi nhớ tới một cái địa chỉ, đó là Radio Katina. Ồ, ở đó có bán radio phải không? Không, nó dính dáng tới vấn đề truyền thông. Đây nè, xuống xuống dưới là cái khách sạn công ty Nantan. Cái khách sạn đó hồi xưa đó là dành cho mấy ông ký giả ở khắp nơi về để họ ở trong đó. Sao cái gì ông cũng biết hết ta? Mình phải dẫn ông đi cái chỗ nào mà ông chưa biết. Chỗ nào? Bây giờ tụi con sẽ dẫn ông ra nhà hát thành phố. Được, trước khi đi ra nhà hát lớn thành phố, đeo cặp mắt kính này vô cho thấy nó ngầu. Đó, nhà hát thành phố Ali Hấp. Đây, mấy đứa lên đây. Lên đây ha. Dạ. Ê, đây là nhìn cái hướng tay của tôi chỉ nè, cái hướng đó đó, cái chỗ đó đó, phải không? Ngày xưa nó có một cái quán cà phê tên là Giveran. Có tiền mà rủng rỉnh trong túi vậy nè, cái vô trong cái quán cà phê đó, kêu ly cà phê đen, xong xuôi cái ngồi gác chân lên vậy nè. Nhìn mấy cô gái Sài Gòn dập dìu qua lợi, trời ơi. Họ mặc áo dài cổ cao và tay rắp lăng, eo co đồ đẹp lắm, nhìn đã lắm. Cổ mà ngay tới đây thì đâu có hấp dẫn, đâu có đã đâu. À, cổ phải tới đây nè. Trời ơi, hấp dẫn mới đã. Thấy không? Đó, vậy mình sao đã? Chán thấy mồ. Cái thằng này. Đây nè, bây giờ nhìn lên đây, thấy này là gì không? Như vậy mới đẹp nè. Nà, đây. Ngày xưa người ta gọi là nhà hát Tây ha. À, còn tất cả phù điêu ha, gạch đá mọi thứ để xây cái nhà hát Tây này, hồi xưa người ta vận chuyển mọi thứ từ bên Pháp đem qua đây để xây dựng. Đúng là kỳ công, xa quá mà. Cái gì vậy? Nhà hát hồi xưa. Nhà hát hồi xưa, coi kỹ nè ha, từ đây nè. Dạ dê. Cái gì mà giống nhà ảo thực vậy trời. Ừ. Chẳng khác gì mà mang nguyên cái nhà hát này từ Pháp qua bên đây. Ông ơi, sáng giờ mình đi cũng mệt rồi đó, bây giờ mình đi ăn kem nha. Ồ, ăn kem hả? Kem gì? Dạ, kem mạch đăng. Gần đây Ali Hấp. À, kem mạch đăng nổi tiếng hơn 2 thập kỷ. Mình còn nhớ cái mùi của kem mạch đăng. Một lát mình sẽ được ăn kem mạch đăng. Dạ không. Còn nhớ mà ông nhớ về ăn này làm gì, ăn cái khác. Để sau này còn nhớ nữa. À, cái chuyện đó cũng quan trọng, không quan trọng. Miễn ăn kem khác là được rồi. Mọi người, kem nè. Kem mình đặng đây, sao không đi mua mà lại tú đặng. Kem đặc biệt, dưới này nữa mới có kem. Kem đâu? Đây nè, nè, dưa leo. Cái này mà là kem hả? Dạ. Đốt lên cho mình nè, thử đi. Đó, nè nè ha. Đó. Nhưng mà có 1 cây à. Nhưng mà cũng mới có 2 cây à. Thôi còn mình nữa ha. Thôi giờ mình đi mua thêm 2 cây nữa đi ha. Ok, chút. Ảo thuật gì kỳ vậy? Khoan. Chưa ăn. Bây giờ để 4 cây kem vô. Chụp hình cúng thần Facebook. Trời ơi. Đây rồi. 1, 2, 3. Đồ ăn đi. Facebook nè. Facebook là gì? Facebook á, có cái tên là Nguyễn Tấn Kỳ. Mà hôm nay á, thật ra là tụi mình đã gặp một hướng dẫn viên du lịch xịn rồi. Bởi vì nếu như không có ông á thì tụi con không biết là những kiến thức đó ai sẽ nói cho tụi con biết nữa. Không sao đâu. Tụi con còn trẻ mà, năng động mà, tìm tòi à, phải biết hiểu biết. Nhớ câu này nè, sống ở đâu biết sâu chỗ đó. Đừng có để người ta nghĩ mình là một cái người không hiểu biết về quê hương xứ sở của mình. Chẳng đây ông hỏi tụi con một câu nha không? Dạ. Tụi con biết sao mà Sài Gòn có cái được cái tên là Sài Gòn không?